Quay bún riêu cho quán đông khách mà còn bị nhắc nhở nữa, chắc né luôn quá. Em đừng có nói quá với khách vào ăn, nó cũng như thực tế. Mình đùa thôi chứ cái lời nhắc nhở này thì cũng hiểu được cái chất lượng chỗ này làm sao là bán như vậy, chứ không phải có cái vụ mà ai đến quay phim là cho nhiều hơn, không có. Chỗ này là bún riêu Nguyễn Cảnh Chân, địa chỉ là số 176A đường Trần Hưng Đạo, quận 1, bán từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, vì giá sẽ dao động từ 45.000. Cũng hiểu được thứ nhất là mặt bằng quận 1, thứ hai là chất lượng ở đây, từ nước dùng topping thì rất là xứng đáng. Nước dùng được nấu từ cua đồng và có rất nhiều tôm khô Cà Mau được cho vào trong này, cho nên cái nước rất là thanh trong veo à, nhưng mà không bị lạc nha. Nhiều khách quen đến đây ăn bởi vì ghiền cái mọc, mọc là nhà làm tự tay đánh lên, ăn nó dai với thơm lắm. Với được một cái nữa, khách vô tới đâu thì mọc mới làm tới đó chứ không có làm sẵn, cho nên lúc nào khách vô ăn á thì cũng giữ được cái độ dai ngon hết. 10 người đều ngon. Còn phần cua trong topping á là cam kết 100% là cua nguyên chất, không pha một miếng bột nào cả, ăn một miếng thôi là có thể cảm nhận được liền. Cách pha nước chấm là cho một muỗng mắm tôm, cho ớt, cho chanh với đường vào rồi đánh lên bọt. Một miếng mọi người sẽ bỏ vô tô để cho nó đậm đà, nhưng mà nhớ là húp nước trước để xem là cái vị của mình tới đâu, thích đậm hay nhạt. Còn nhớ phần topping mà chấm với cái này thì quá là hợp rồi. Không biết ăn mắm tôm á thì ở đây có nước mắm cho nên yên tâm, huyết cũng rất là ngon, ăn mềm. Bổ tô rẻ nhất ở đây 45.000 thì có riêu cua, cà chua, huyết, đậu hũ với giò heo. Còn tô hợp cẩm thì có thêm mọc với ốc. Ở đây khi mà ăn xong á thì nhất định phải thử cái nước rau má dừa nha, 25.000. Nó mát và rất phù hợp cho mùa hè nóng nực này. Mà dừa với rau má thì tốt sức khỏe nữa. Không gian ở đây chỉ có 9 bàn thôi, đa phần là người ta mua mang về là chủ yếu. Quán thì bán được hơn 10 năm rồi, cho nên chất lượng ở quán thì luôn giữ ổn định từ ngày này qua tháng nọ. Và nếu như bạn quận 1 hay là thích ăn bún riêu thì chỗ này rất đáng cho bạn ghé thưởng thức nha.